con lấy bia, con làm bao lâu vậy? Lấy ba tấm bia. Cho em mượn chút xíu đi con. Cho em mượn chút xíu đi, về nhà mình lấy xe khác mình chơi nữa. Đó, đi học giờ này chưa về đâu, đang ngồi đường chơi nữa nè. Trời ơi, em nhìn anh chồi, anh nhìn con kìa con. Con chơi đằng trước đi nè, mẹ nói con chơi đằng trước em nhìn mà. Thơm em cái đi con. Con thơm em cái. Ôi trời. Anh Hà anh cho hả? Xe đó của anh Hai bỏ dưới đất dơ rồi con. Ôi, tao ngồi tao bụng hiu luôn mà không cho anh ta. Đồ chơi của con đâu? Của con nè. Của con nè. Của con đây nè. Đâu, đồ chơi của con nhiều mà. Nè. Không thích cái này phải không? Ui da, xe ô tô châm túng tôi rồi nghe. Wow. Thôi đi về con, muộn rồi con đi. Thôi đi về đi, muộn rồi. Xe của bà đó. Xe của cô. Xe của cô gì? Xe của cô gì, cô đó cô gì mẹ quên rồi. Cô Chuka gì đó. Cô Chuka. Còn đây xe của cô Jun nè. Cô Jun đó. Xe của ai nè? Bên mình. Đâu?